Xin chào tất cả các anh chị, hôm nay Jenny Trinh Nguyễn muốn giới thiệu với các anh chị một cái sản phẩm mà Trinh rất là yêu thích. Thì cái sản phẩm này được gọi tên là Too Faced Essence Ultra. Nó là một cái sản phẩm mà được độc quyền bởi công ty Nu Skin và là một sản phẩm mà có thể nâng cơ của mình lên, nâng cơ mắt của mình lên, làm giảm những cái nếp nhăn. Và Trinh nghĩ rằng là một phụ nữ thì mình không thể nào mà thiếu được cái sản phẩm này, bởi vì mình không có muốn một ngày mình một già đi. Và cái sản phẩm này thì khi anh chị sử dụng đó thì có thể làm cho anh chị một ngày một được trẻ ra. Và sau khi mà mình rửa mặt xong đó, anh chị có thể dùng nguyên cả bộ của Nu Skin, hoặc là nếu anh chị có những cái sản phẩm hiện tại mình đang sử dụng thì anh chị cứ sử dụng. Và sau khi anh chị rửa mặt xong thì anh chị bỏ toner, thì thay vì bỏ toner đó thì Nu Skin có một cái sản phẩm nó gọi là Too Faced Priming Solution. Thì cái Too Faced Priming Solution khi anh chị bôi lên chừng 30 giây đó thì nó sẽ làm cho da của mình mềm hơn, và nó làm cho cái khả năng thẩm thấu của những cái sản phẩm treatment của mình á, nó đi thêm được 80%, có nghĩa là cái khả năng hấp thụ của nó tăng lên thêm 80% nữa. Thì Trinh bỏ một ít và Trinh cũng đập lên trên cái da của mình ha. Thì anh chị có thể đập nó lên một chút xíu, và rồi anh chị để như vậy chừng 30 giây, ok. Sau 30 giây cho nó thấm thấm rồi đó, thì nó mềm rồi đó, thì anh chị mới bỏ Too Faced. Thì Too Faced anh chị là một cái viên như vậy, nó nằm trong cái hũ như vậy, nhưng mà khi lấy ra thì nó là cái viên. Và sau này có thể nó sẽ thay thế bằng cái chai mà anh chị chỉ việc pump xuống thôi. Thì Trinh mở cái đầu viên ra và Trinh bóp hết cái Too Faced này vào trong cái tay của mình, và Trinh bỏ lên trên 5 cái điểm của mình. Bóp cho hết anh chị ha. Ok, khi anh chị bóp xong rồi thì anh chị mới dùng mấy cái đầu ngón tay của mình thôi, anh chị đập. Anh chị mình đập cho cái sản phẩm này nó được tan đều, tản đều ra. Bởi vì nếu mà mình đưa mình tùa đó thì những cái chỗ mà mình bỏ lên đó nó sẽ nhiều, và những cái chỗ mình tùa nó ra nó không có được đều đó anh chị, cho nên mình tản nó đều ra. Thì sau khi anh chị tản đều rồi đó thì mình sẽ thoa nó lại một lần nữa cho nó đều. Và rồi anh chị sẽ vuốt theo cái cơ da của mình ha, vuốt lên. Khi mình vuốt lên á thì mình đẩy một tí xíu lực vào đó. Và khi mình đi xuống á thì mình chạm vào cái tay cái da của mình thôi, nhưng mà một cách rất là nhẹ nhàng anh chị ha. Đó, thì khi mình đi lẹ đó thì cái độ chạm nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì mình đi lên rồi xong rồi 2/3 chân mày ha, mình nâng lên. Thẳng lên luôn. Đây cũng vậy ha. Mình hai bên sống mũi này, anh chị ép nó vô nè. Ở đây nó có những cái mảng thừa thịt rất, thì anh chị ép vô đây, xong rồi anh chị vuốt thẳng theo cái sống mũi của mình, và anh chị đẩy lên. Thì khi đẩy như vậy, sau này khi lớn tuổi anh chị sẽ không thấy mũi mình nó bị trục ngay đây ha. Và đồng thời khi mình chỉ cần ép những cái da mỡ như thừa ở đây đó thì nó sẽ làm săn lại, và rồi anh chị sẽ thấy được là cái sống mũi của mình anh chị cảm giác như là nó cao hơn, là bởi vì những cái này nó gom gọn lại cho mình. Thì anh chị đẩy lên đẩy xuống tối thiểu là 3 lần. Ok. Tại sao Trinh không có chà vô cái gò má này nhiều nè? Tại vì khi chị chà vào cái gò má rất nhiều á, nó sẽ làm cho da các anh chị bị bơn và ma sát nhiều ở cái gò má, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy hơi rát. Thì khi chị vuốt xong rồi thì mình còn lại những cái gì trong tay đó, mình vuốt cái cổ của mình. Mình vuốt lên ha, và vuốt ra ngoài hai móng tay và vuốt làm sao. Thì sau này khi mình lớn tuổi đó anh chị, cái da cổ của mình nó cũng không có bị nhăn. Thì đó là cái cách mà mình sử dụng cái Too Faced Essence Ultra. Anh chị có thể massage 3 lần hoặc là hơn. Và sau khi anh chị dùng Too Faced rồi đó thì anh chị có thể dùng những cái serum, anh chị có thể dùng kem giữ ẩm hay là kem chống nắng, và rồi bôi cái make up vào. Thì cái Too Faced á là một cái sản phẩm mà Trinh không thể thiếu được trong cuộc sống của mình, bởi vì mình muốn giữ cái độ căng của da của mình, và mình muốn giữ cái da của mình được trẻ trung hoài đó, thì mình sử dụng cái này. Chúc cho các chị mỗi ngày một đẹp hơn.